Vì sao em phải khóc? Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Bicky Studio xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một cái loa xách tay karaoke giúp cho chúng ta có thể hát karaoke ở nhà, trong phòng hoặc là mang ra ngoài trời, mang đi du lịch đều được anh chị nhé. Loa thì nó sẽ có hai micro không dây đó, với sóng UHF thì sẽ giúp cho chất lượng âm thanh của cái micro này rất là tốt. Và trên cái loa này thì sẽ có đầy đủ các cái núm điều chỉnh, đó là vôn mic này, bass mic này, chat mic này, và âm chung của mic này. Và đặc biệt hơn, nó có chức năng đó là reverb, thì nó sẽ giúp cho giọng hát của chúng ta trở nên mượt mà hơn. Và echo thì là giúp cho giọng hát của chúng ta có chiều sâu hơn và nó có cái chiều rộng đó. Tiếp theo nữa là music loud, có nghĩa là cái này nó sẽ giúp cho cái loa của chúng ta nó sẽ tăng được cái độ ấm và tăng được cái độ nhiều của cái bass. Còn cái music treble, bass số 2 thì nó sẽ giúp cho cái loa của chúng ta có treble hơn, nghe nó sẽ lanh canh hơn. Và tiếp theo nữa là music bone, là có nghĩa là tăng giảm âm lượng của nhạc đó. Và nó sẽ có các cái cổng kết nối, đó là AUX này và USB thẻ nhớ này, và có nút tăng giảm điều chỉnh play nhạc các thứ đầy đủ hết anh chị nhé. Và sau đây em sẽ mở qua một đoạn nhạc để cho anh chị có thể lắng nghe cái chất lượng của cái loa này nó sẽ như thế nào. Và sau đây sẽ là một đoạn nhạc lên mic để anh chị cảm nhận được cái độ chắc của loa cũng như tiếng bass của loa nó sẽ như thế nào nhé. Vì sao em phải khóc? Độ chắc của loa, anh chị cũng có thể cảm nhận được tiếng bass của nó cũng rất là chắc và sâu, nó không có bị bèo, nó không bị đông đông. Cảm giác nó rất là chắc. Đó, cái tiếng bass của nó rất là chắc và nó mềm nhé, nghe nó không có bị nhức đầu. Và sau đây em sẽ hát thử một đoạn để cho anh chị lắng nghe cái chất lượng của cái loa này. Khi mà hát nhạc trẻ thì chúng ta để reverb lên một chút và cho ít echo thôi thì nó nghe nó sẽ hay hơn. Cô chờ đợi em sẽ hạnh phúc. Anh muốn chúc phúc cho em, nhưng bàn chân không thể giữ. Sau đây sẽ là nhạc Bolero. Khi hát nhạc Bolero thì anh chị sẽ cho tăng reverb và echo nhé, nhạc cho giọng của chúng ta vừa hơn. Lời buồn giữ băng băng lâu lạnh xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm, chỉ muốn buồn dù nhau bay về đâu. Khi ôm thêm xuống
chị có thể cảm nhận được cái loa này rất là ok đúng không ạ? Con này chỉ dưới phân khúc, trong tầm phân khúc khoảng 3 triệu đồng thôi ạ. Nhưng mà chất âm thanh của nó khá là tốt và nó có 2 micro không dây. Đó, thì anh chị có mua hàng ấy thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0974555585 hoặc website mickeysudo.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị.